Hoàng Thị Duyên cũng có sự điều chỉnh về mức tạ đăng ký 105 kg. Rất gọn ghẽ. Good day. 105 kg đã thành công. Hoàn toàn không có bất cứ một khó khăn nào với Hoàng Thị Duyên ở mức tạ 105 kg. Có cảm giác như Hoàng Thị Duyên hoàn toàn vượt trội các đối thủ của mình ở hạng cân này. Lúc này thì tổng cử của Hoàng Thị Duyên đang là 200 kg. Mục tiêu của Hoàng Thị Duyên không chỉ là huy chương vàng SEA Games, mà cô còn quyết tâm để cạnh tranh xuất tham dự Olympic Tokyo ở hạng cân 59 kg. Và hiện tại thì Hoàng Thị Duyên cũng có mặt trong top 8 thế giới để có thể tự tin hướng tới xuất tham dự Olympic Tokyo. Mức tạ 107 kg không thành công của Putri. Weight of the bar 107 kg. Second attempt of Margaret Colonia from the Philippines. Nữ sĩ của Indonesia đã tăng tới 9 kg ở lần đăng ký thứ hai để có thể cạnh tranh ít nhất là với Margaret của Philippines. Cô đã không thành công. Một 107 kg cũng là mức tạ đăng ký ở lượt cử đẩy thứ hai của Colonia Margaret. Trước khi bước vào phần thi cử đẩy thì Hoàng Thị Duyên hơn Margaret tới 13 kg và hơn Putri 16 kg. Ở thành tích vừa giật. Good day. Still 107 goals. Margaret cũng đã thành công với mức tạ là 107 kg. Weight of the bar 107 kg. Third and final attempt. Tiếp theo sẽ là nữ sĩ Andriani Putri của Indonesia. Mức tổng cử của Margaret lúc này đang là 189 kg. Cô vẫn còn đang kém Hoàng Thị Duyên của chúng ta 11 kg. Và Hoàng Thị Duyên tất nhiên vẫn còn hai lượt cử đẩy của mình để hoàn toàn có thể nâng cao thành tích. Lần cử đẩy thứ ba của Andriani Putri 107 kg. Không thành công. No lift. Loaders 110 kg, please. Như vậy, giống như chúng tôi cũng đã phân tích trước khi bước vào phần thi cử đẩy, thì cuộc cạnh tranh huy chương vàng lúc này chỉ còn diễn ra giữa Hoàng Thị Duyên và nữ sĩ Margaret của Philippines. 110 kg, mức tạ đăng ký ở lần cử đẩy thứ hai của Hoàng Thị Duyên. Lần cử đẩy thành công của Hoàng Thị Duyên. Phần thi đấu rất chắc chắn và tự tin. Hey, 110.
Quan sát phần thi đấu của Hoàng Thị Duyên, chúng ta cảm thấy rất yên tâm. 110 kilograms. Third and final attempt of Margaret Colonia from the Philippines. Chúng ta sẽ cùng chờ xem là lần cự đẩy thứ ba, Colonia Margaret sẽ đăng ký là mức tạ nào để có thể cạnh tranh với Hoàng Thị Duyên. Tổng cử Hoàng Thị Duyên lúc này là 205 kg, đang hơn đối thủ tới 16 kg rồi. Một trăm mười kg với Margaret. Và cô đã không thành công. Weight of the bar, 115 kilograms. Third and final attempt, Muang Thi Nguyen from Vietnam. Chúng ta sẽ cùng đến với lần cự đẩy thứ ba của Hoàng Thị Duyên, 115 kg. Bước đầu tiên đã thành công. Hoàn thành rất tốt. Một chiến thắng hoàn toàn thuyết phục của Hoàng Thị Duyên ở hạng cân 59 kg. Theo thông tin mà chúng tôi mới cập nhật, ở môn Wushu thì cũng đã có những kết quả có lợi cho đội tuyển Wushu Việt Nam. Chúng ta đang được thấy Hoàng Thị Duyên sau khi hoàn thành phần thi cử đẩy của mình. Tổng cử của Hoàng Thị Duyên là 210 kg, hoàn toàn thuyết phục ở cả 3 lượt cử đẩy 105, 110 và 115 kg. Mỗi lần đăng ký, Hoàng Thị Duyên tinh tiến thêm 5 kg và hoàn thành rất xuất sắc phần thi đấu, hoàn toàn thuyết phục so với đối thủ cạnh tranh là Colonia Margaret của Philippines. Tổng cử của Margaret là 189 kg.